Vâng, các anh đang có mặt ở đây có lẽ là sẽ tốt hơn nếu chúng ta tham gia vào việc nhảy múa hay là đánh chiêng cùng với các nghệ nhân Bana đêm nay. Thank you.
điểm trên tại Pleiku, một người đã tham gia làm hồ sơ UNESCO công nhận vùng xuyên Tây Nguyên và kiểm soát di sản phi vật thể của nhân loại. Còn người mặc áo trắng cọc tay đấy, người đang cầm chiêng để đánh cùng với dàn chiêng của Bắc Quang. Trong chương trình của chúng tôi thì có một cái phần tức là trải nghiệm, và trải nghiệm không chỉ là nhảy múa mà có thể đánh trống, đánh chiêng hoặc là tham gia một hoạt động nào đó. Và anh Dũng thì đã đánh chiêng trong khu vực này. Chúng tôi đến đây của các sơ đã và đặt thời gian chương trình này. Chúng tôi đã thấy hàng trăm camera của quý vị đang ghi hình cho cả vật trên đài chương trình này. Chúng tôi thật sự biết ơn điều này, bởi vì quý vị đã giúp đỡ chúng tôi trong việc lan truyền những hình ảnh, những âm thanh về một lễ hội dân gian đang được thực hiện tại đây hôm nay của những người Ba Lan đến từ Đắk Lắk. Quý vị đã và đang cùng chúng tôi mang những hình ảnh này, âm thanh này đến với mọi miền đất nước, thậm chí xa hơn thế, đến với nhiều nơi trên thế giới, để mọi người cùng biết rằng Gia Lai, chỗ cuộc sống đôi khi còn có những khó khăn, nhưng văn hóa truyền thống luôn được bảo tồn, phát huy.